Xin chào cả nhà, chào các anh chị em gần xa thân mến. Rất vui mừng cả nhà trở lại kênh của Thúy Family Cuộc Sống Hợp Pháp. Cả nhà hôm nay mình làm bánh hamburger cho gia đình mình ăn. Mình chia sẻ video lên đây để cùng cả nhà làm bánh hamburger cho gia đình cả nhà ăn ha. Vì làm bánh hamburger nó rất là đơn giản, dễ làm mà tiện lợi, nhanh gọn lẹ. Nếu nghe cả nhà chỉ cần bột mì, sữa tươi với lại muối, đường là mình sẽ làm được mấy cái bánh hamburger hấp dẫn ngon cực kỳ luôn nha cả nhà. Giờ mời cả nhà vào bếp cùng Thúy mình sẽ chế biến, mình làm bánh hamburger mình ăn cho gia đình mình ăn nha cả nhà. Bánh hamburger nha cả nhà. Mình làm bánh hamburger thì mình có chuẩn bị đường ha, rồi chuẩn bị bột mì ha cả nhà ha, rồi mình sẽ làm bằng sữa ha, sữa tươi ha, rồi mình chuẩn bị mè nha cả nhà, với lại mình chuẩn bị bơ nữa ha. Bây giờ Thúy sẽ làm này trước đi, Thúy đem bơ ra đó, mình chuẩn bị bơ cả nhà, chuẩn bị bơ để chút mình trộn vô ha, trộn vô bột ha. Rồi nó đơn giản chỉ muối với bơ với đường thôi nha cả nhà. Giờ mình chuẩn bị muối. Bây giờ Thúy để ra, Thúy không có biết ghi từ milimit hoặc là gam ở trên cái video mình được, tại Thúy không biết làm, thì Thúy phải để luôn, để khi Thúy làm Thúy sẽ nhắc, Thúy sẽ nói thì cả nhà sẽ nghe, cả nhà sẽ hiểu. Còn nếu Thúy làm lên trên cái video giống người ta mà để bao nhiêu lượng nước, bao nhiêu lượng bột đó, thì Thúy không biết ghi cái đó nha cả nhà, cho nên Thúy không biết làm. Đầu tiên bây giờ Thúy sẽ lấy bột mì ha. 320g bột mì thì mình sẽ làm 250ml sữa tươi nha cả nhà. Nè, giờ 320 nè, 300 nằm dưới đây, 320 ha. Đó, bây giờ Thúy sẽ đổ vô đây. Biết chưa, mình làm như vậy để mình lấy cái này mình lường sữa mới được, chứ thôi nó không được ha. Ở mình làm 300g bột rồi mình để đây nha cả nhà. Rồi mình sẽ chuẩn bị một muỗng canh đường ha. Giờ đầu tiên cái sữa của Thúy nó lạnh, Thúy phải để ra đây để Thúy lường sữa. Đường sữa Thúy đem vô Thúy quay cho nó ấm sữa mới được. Mình lấy 250ml sữa ha. 250ml sữa để mình quay cho nó ấm cái sữa của mình nha cả nhà. Rồi sữa mình để trong tủ lạnh á, nó lạnh ngắt à. Còn cái này đủ 200ml sữa luôn cả nhà, đủ luôn. Nếu vừa được chính xác 200ml sữa. Giờ mình sẽ đổ cái tô mình quay nha, quay cho nó ấm thì mình mới làm được, chứ không nó không có nổi nha cả nhà. Cái này là không thể thiếu nha cả nhà, cái bột men nở này không thể thiếu ha. Bây giờ mình sẽ quay cái sữa này cho nó ấm nè. Đó cả nhà, bây giờ mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vô ha. Cái này là cả nhà là một tí bột mới được một muỗng cà phê muối nha. À, cả nhà làm ký bột thì muỗng cà phê muối, mà nếu mà làm mấy trăm gram thì chỉ để nửa muỗng cà phê muối hoặc là phần ba muỗng cà phê muối thôi ha. Đây là tới biết cái phần đường nha cả nhà. Phần đường này á, thì cả nhà sẽ làm không tới muỗng canh nha, mà đường đây nó rất là ngọt, chỉ làm nhiêu đường thôi nha cả nhà, làm nhiêu đường thôi nè, nửa muỗng, hơn nửa muỗng đường thôi, chứ không có làm một muỗng đường canh đường thì nó ngọt lắm nha, khó ăn ha cả nhà. Chỉ làm cái đường cho nó hơi có cốt vậy thôi, rồi mình trộn đường với muối nó vô đây ha. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ cho cái bột men này ha cả nhà ha. Nè. Một phần nửa muỗng cà phê bột men ha. Đó, nửa muỗng cà phê bột men thì mình sẽ để vô đây. Đó, mình cho nó đủ nửa muỗng cái ha. Mình trộn vô đó. Nửa ký thì nửa muỗng, mà này 300g nửa muỗng cũng hơi nhiều nha cả nhà. Rồi xong rồi, bây giờ mình tiếp tục mình sẽ quậy nó lên đều ha. Rồi mình sẽ để cái sữa của mình vô, mình đánh nó lên, trộn cho nó đều lên ha cả nhà. Cái đường này đáng lẽ cả nhà phải quậy trước cho nó ra nha, nhưng mà Thúy để nó đi, Thúy để vô ít rồi Thúy để đây xuống, Thúy sẽ cố gắng Thúy nhồi cho nó tan đường luôn, chứ không thôi đường nó không tan nó còn nguyên hộp nha. Đó, cái bánh hamburger của mình nó đơn giản vậy đó cả nhà. Bây giờ sữa của mình ấm rồi, mình sẽ trộn vô nha, trộn từ từ thôi ha cả nhà. Mình coi cái nó đủ không nha. Cái gì cũng vậy, mình phải làm từ từ, chứ gần mình phải đo độ lượng của nó đủ rồi, nhưng mà mình phải làm từ từ chứ đừng làm một lần một, để mình biết cái độ lượng của bột của mình đủ hay chưa. Nhiều khi nó dư nó thiếu rồi là mà thấy bà đó. Đó, mình để đó nó thiếu thì không nói, mình phải thêm sữa thì không nói gì, còn nó dư mất công mình để bột dư thêm thì mình phải tăng đủ thứ này kia lên. Đó, nó dư nè cả nhà. Nhiều khi Thúy chỉ
cân của Thí, cái đồ lườn này nó không chính xác ha, nhưng mà Thí làm được, cả nhà làm bằng cái cân của mình hoặc là cái đồ lườn của mình cho nó chính xác. Nói bây giờ nó nhão rồi đó, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình trộn nữa ha. Đó, khi để thì em hai muỗng canh bột nữa đó cả nhà, mà giờ nó không có, nó còn dư sữa thì mình phải coi cái nó được không không nha, không nó thiếu là mình sẽ chế nó sữa thêm. Có thể 350g bột, 350g bột, 250ml sữa nha cả nhà. Cả nhà để cái đường với cái men đó, men nở vô trong sữa mình. À, mình để vô muỗng canh bơ ha. Mình lấy muỗng cà phê mình múc cái này là bơ nó đông lạnh, là mình để vô nó thành muỗng canh bơ á. Muỗng canh bơ là khoảng 10g bơ. Đó, mình để khoảng 10g bơ vô đây. Rồi mình tiếp tục mình nhồi nữa ha. Dùng tay mình cháu nhồi cái bơ này vô tay cho nó đều cho cái bột của mình. Cái bột của mình nó gom lại rồi hai tay bơ vô ha. Nếu mà cái gợt rồi mình nọ mình nhồi chưa gom lại thì mình đừng tay bơ. Khi bột mình gom nè, nó gom giống như nó sạch cái tô đó. Mình qua tiếp tục mình sẽ nhồi nó cả nhà. Đầu tiên mình để bơ vô nó rất là mềm, rất là chảy nước nha cả nhà. Mình nhồi chừng nào mà nó khô bơ lại thôi ha. Bơ nó không phải là nước nhưng mà mình để vô nó nhão cái bột của mình nè. Mình sẽ nhồi, nhồi chừng nào cái bột của mình nè nó dính hết trơn nhau lại thôi ha. Thì mình sẽ đem đi ủ nó 1 tiếng hoặc là 2 tiếng thì tùy cả nhà ha. Mà mình ủ làm sao mà mình thăm chừng cảm thấy cái cục bột này nó nổi lên gấp đôi thôi ha. Nó nở bột lên gấp đôi thôi. Nó là có nghĩa là nó nở nhiều hơn á. Là mình sẽ đem đi ra mình cắt viên 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 rồi mình bỏ vô cái khuôn của mình để chuẩn bị mình nướng đó. Rồi mình sẽ đem đi ủ tiếp nữa ha. Mình nhồi lần nữa, mình sẽ đem ra nó nở bột rồi, mình sẽ đem ra mình nhồi rồi mình sẽ cắt thành viên. Cắt thành viên hamburger đó, là mình giò tròn tròn đó. Đó, cả nhà thấy cái cục bột của mình giờ nó ngon không? Nó dẻo rất là ngon nha, mà nó không còn nhão nữa ha, hồi nãy mình để bơ vô nó như nước vậy đó. Rồi mình nhồi ghế chừng nào mà nó cuộn rồi giống vậy thôi nè, nó không có còn nhão nữa thôi. Thì mình sẽ để đem này đem đi, mình lấy cái bịch mình đem bao nó lại mình đem ủ nó nha cả nhà. Giờ mình sẽ đem ủ nó nha. Đó cả nhà thấy cái cục bột này ha. Vậy nè. Rất là ngon không? Hai lần. Đó lần này là mình thêm đi ủ cho cái bột men nó nổi lên. Cho nó nổi lên trong cái bánh này cái mình là mới đem ra mình cắt viên rồi mình nhồi lại mình cắt viên rồi mình đem ủ tiếp. Đó bây giờ mình sẽ đậy nắp và đậy cái bọc lại nha, cái bọc của mình ha. Mấy cái bọc này là mà mua đồ. Nó có mấy cái bọc này người ta để dành cho mình đậy đồ mà. Đó, mình sẽ để vô đây. Bọc mình bán đồ mình mua đồ có bọc này nha cả nhà. Mình ủ khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng 2 tiếng rồi mình nhìn cái bột nó nở bự lên rồi mình sẽ đem ra mình cắt, mình nhồi lại mình giò viên thành cái hamburger rồi mình để vô trong cái khuôn của mình ủ tiếp nữa ha. Thì mình đem nướng được nha cả nhà. Cả nhà ủ 2 tiếng hoặc là lâu hơn nữa cũng được ha, mình có thời gian thì mình ủ chỗ nào ủ ha. Nghĩ sao mà nó được 2 tiếng là được nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ để bột áo để mình lấy cái cục bột ra mình nhồi nha cả nhà. Mình nhồi xong rồi mình sẽ chia cho nó. Mình chia cũng như thành mấy cái viên bánh ha. Mình canh coi cái này được bao nhiêu viên bánh ha, mình sẽ lấy ra ha cả nhà ha. Lấy cái bột mình ra. Lấy cái bột cả nhà thấy cái bột này. Giờ mình để vô mình nhồi cho nó nữa để cho nó xong rồi mình sẽ cắt nó thành từng viên bánh ha. Bây giờ thì rồi mình sẽ để vô cái khuôn của mình ủ nữa nha cả nhà. Ủ nữa xong mình mới quét cái gà mình đem nướng nha. Mình mới chấm mè. Mình làm rồi mình sẽ chia ra thành phần rồi mình sẽ đi cho nó nghỉ một chút cho mình sẽ làm lần nữa rồi mình nồi lần nữa. Rồi mình sẽ cắt để trong cái khay của mình xong rồi mình sẽ chấm mè vô rồi mình sẽ ủ lần nữa rồi mình thả đem đi nướng ha. Đó. Cái bột hamburger nó khác hơn cái bột bánh mì là nó dẻo hơn nha cả nhà. Nó dẻo, nó mịn hơn, nó mềm hơn ha. Đó. Đó cả nhà thấy cái bột bánh mì bánh hamburger của mình ha. Vậy nè. Là khi nó vậy đó chút nữa mình nở nó nở ra nó chảo chớp mịn ăn nó ngon nha cả nhà, không bị cứng ha. Thí ghét nhất là cái hamburger nó bị cứng á, thí không thích ăn. Nhưng mà mình làm ngon là mình sẽ ăn nha cả nhà. Hả?
Rồi xong mình sẽ để nó ủ tiếp nữa ha. Ủ tiếp nữa chút nữa mình đi nhồi nữa. Nó cũng giống như bánh mì vậy thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ để nó vô đây, mình ủ cho mình lấy ra. Lấy ra cấp này thì mình sẽ chuẩn bị cái khuôn á. Nè. Chuẩn bị khuôn, chuẩn bị giấy để mình để mình cắt từ viên rồi mình sẽ ép vòng tròn mình để vô đây để mình chuẩn bị. Mình để cho khuôn thì mình ủ tiếp 30 phút, 40 phút nữa ha. Thì cái này nó cũng giống như bánh mì vậy, mình phải ủ 2-3 lần. 2-3 đợt để cho nó bánh nó ngon, nó nở, nó chất mịn ngon ha cả nhà. Giờ mình sẽ để bột áo vào đây. Để bột áo vào đây để mình nhồi nữa, rồi mình cắt, mình chia nó thành từng viên nha. Đó, mình cho nó cái bột của mình nó dẻo như thế này nè. Chút nữa cái bánh hamburger của mình nó mới mịn, nó mới ngon ha cả nhà. Nếu mà nó không dẻo là nó không mịn là nữa nó sẽ cứng, cái hamburger mình nó sẽ cứng, ăn nó không ngon ha. Đó, mình sẽ chia nó ra thành từng phanh. Mình nhồi một hơi nữa mình sẽ chia nó ra từng viên ha. Cái phần của mình là mình chia cho nó đồng nhau. Mình làm nhà ăn thì mình không cần chia đồng cũng được, mình muốn sao mình chia cho nó được cái bánh hamburger nó cảm thấy đẹp là được. Đó, mình sẽ nhồi tiếp tục một lần nữa rồi mình sẽ cắt ra, rồi mình sẽ để vô cái khuôn của mình, rồi mình ủ để mình cho nó nghỉ khoảng 30-40 phút nữa thì nó nở, nó mịn nữa thì mình sẽ đem đi vô nướng. Là thằng cuối cùng này là nó đạt luôn rồi ha. Đó, cả nhà cứ nhồi nó, nhồi nó nhiều thì là nó ngon. Đó, mình lặn lặn nó vậy đó, giống như bánh mì Việt Nam vậy đó, mình làm giống như bánh mì Việt Nam vậy đó. Đó, mình lặn tới bên đây, mình lặn bên kia, bởi cho nên cái này cái men nở á, rồi cái men nở của mình đó cả nhà, thì cả nhà cũng trộn giống như này cũng được, tại vì mình nhồi mình ủ nhiều lần á, cái men nở với cái đường nó sẽ tan ra, không cần phải đem vô khô để quay giống như Thí nói ha. Mình trộn tiếp tục trực tiếp giống như Thí này nè, trộn đường với men nở bột muối đồ vô trong cái bột của mình luôn, rồi mình quậy, mình để sữa vô, mình sẽ nhồi nữa, rồi mình ủ nó từ từ, rồi mình nhồi cho nhiều để cho cái men nở nó nở lên, nó tan ra nó nở lên thì bánh mình cho mịn cho ngon ha, không cần đem vô đừng mà quậy bằng nước ủ. Nếu mà cả nhà kỹ thì cả nhà chỉ quậy đường thôi, cái men nở không cần quậy, cái men nở mình cứ đổ chung với bột và mình ủ được nè. Đó, bây giờ mình ngon ha. Đó, mình làm nó mịn rồi, rồi mình sẽ cắt nó ra ngay cả nhà. Mình bây giờ mình sẽ dò nó dài dài ra để mình cắt, mình dò như thế này để mình biết cái độ của nó được bao nhiêu, mình cắt ha. Mình cắt cái cục này Thí làm khoảng 350 gram bột đó nha cả nhà, 350 gram bột mà 250 ml nước á. Mình làm cảm thấy cái cục bột mình nó dẻo vậy là được ha. Đó, mình cho nó đồng đồng với nhau để mình cắt cho nó đều ha, cắt thành viên cho nó đều ha. Cái nào mà nó chưa đồng mình sẽ cho nó đều đều với nhau, túm túm lên nó đều để mình cắt. Bây giờ mình sẽ chia nó. Lăn nữa. Để bộ áo vô chút nữa ha. Để cho nó đừng có dính ha. Đó. Bộ áo vô chút nữa để mình cho nó đừng có dính cái bánh của mình, để mình cắt cho nó dễ ha. Đó. Bây giờ mình kéo cái này hơi ra. Chia được 5 cái nha cả nhà. Đó, mình chia cái khoảng bây giờ của mình cỡ khoảng nhiêu thôi nè. Đó, có khoảng bao nhiêu thôi. Đó. Rồi 5 cái nha cả nhà ha. Rồi mình sẽ cho nó tròn lại. Đó. Mình tấm cho nó tròn lại. Mình cho nó tròn tròn lại ha. Đấy, vậy đó. Mình sẽ cho nó tròn tròn lại để nó vậy nè. Rồi mình sẽ để nó lên tiếp theo cái khuôn của mình đây. Được 5 cái nha cả nhà, 5 cái hamburger to đùng. Gà mình quét lên đi nha cả nhà. Quét trứng gà lên trên cái bánh của mình đi ha. Để chút nữa là nó chấm mè mình không có quét được. Mình chấm mè xong mình quét nó lên xong mình sẽ gắp mè nó nha cả nhà. Đó, mình gắp mè nó. Quét trứng gà xong mình gắp mè lên ha. Để cái gắt mè lên cho cả nhà coi cái này. Cả nhà chỉ đè đè nó xuống ha. Đè đè lên như này. Nè. Đè đè cho nó đẹp cái bánh của mình ha. Nè. Rồi mình sẽ gắt mè lên thử cả nhà. Nè, gắt mè lên là nó dính nha cả nhà. Đó, cả nhà quét trứng gà là gắt mè nó sẽ dính ha.
các mẹ lên là nó sẽ dính cái bánh hamburger của mình á. Đó. Đó, mình sẽ gắp mè lên trên đây. Rồi tiếp tục mình làm cho hết mấy cái bánh của mình luôn nha cả nhà. Đó cả nhà, mình chấm mè xong hết rồi. Mình làm trứng gà rồi, mình chấm mè nó vô xong hết rồi ha cả nhà. Giờ mình sẽ để đây ha, mình ủ nó thêm 40 phút nữa. 4-50 phút tùy theo mình ha. Mình có thể một tiếng đồng hồ cũng được. Mình ủ nó chút nữa mình sẽ đem đi nướng nha. Chứ đừng đem đi nướng liền nha cả nhà. Rồi xong. Bây giờ cái này mình sẽ dờ dờ ra nha. Để chút nữa nó nở, nó bự lên, cái đó nó đụng, nó đụng với nhau. Đó, mình làm được 5 cái thôi. Mình sẽ để vô cái khuôn của mình, chuẩn bị mình nướng, nhưng mình chưa có mở lửa thì mình sẽ để vô khuôn nha. Mình ủ nó ha. Cái bánh mình ủ nãy giờ 3-40 phút rồi cả nhà. 40 à. Có thể 30 phút, có thể 40 phút. Bây giờ mình ủ, mình dở ra cho cả nhà coi ha. Đó. Giờ mình lấy cái bịch này nha cả nhà. Rồi mình sẽ tấm tấm nó lên trở lại ha. Rồi mình sẽ đem đi nè, mình cho nó vô trở lại vậy nè. Nhưng mà mình cũng không làm được nhiều đâu nha cả nhà. Nó sẽ dính cái tay mình hết. Rồi mình giờ mình sẽ nổ lửa mình đem nướng nó ha. Cái này bên đây nó không đều ha cả nhà. Mình làm nó không đẹp mà, nó không đều mà. Rồi xong mình sẽ đem nướng thôi nha cả nhà. Để vô mình nướng ha. Mình nướng nó. Đó, mình nướng cỡ khoảng 2-30 phút luôn nha cả nhà. Có nó chín thì mình đem ra ha. Tùy theo lò mình ha. Nó nổi lên vậy đó cả nhà, ngon rất là ngon nha cả nhà. Giờ mình không dám mở nhiều thôi, mình đẩy lại ha. Cả nhà mình quét nó già thêm cho sơ để cho cái màu nó đẹp nha cả nhà. Đó, cái bánh của mình nó non rồi rồi mình chỉ quét trứng gà thêm thôi. Hồi nãy thì mình quét trứng gà để mình lấy mè cho nó dính ha. Rồi bây giờ mình quét trứng gà cho nó vào vàng cho nó đẹp ha. Đó cả nhà thấy cái bánh của mình nó ngon không? Hamburger cũng vậy, nó ngon không? Đó. Bây giờ mình sẽ quét trứng gà xong rồi mình đem vô nướng tiếp vài phút nữa ha. Nó chín rồi đó. Mà là cái hamburger của mình rất là ngon ha. Mình để vô đây để mình chia sẻ cho cả nhà. Nè cả nhà nhìn nè, nè. Nó mềm mịn rất là ngon nha cả nhà. Nó không có cứng nha. Mình làm như thế này mình ăn nó rất là ngon, nó không có cứng nha. Còn mình mua nó sẽ cứng nha cả nhà. Cho mình dù mình nướng cỡ nào nó cũng còn cứng, cái bột cũng vẫn còn cứng nha cả nhà. Mình nướng lại nó cũng vẫn cứng luôn nha. Trí chia sẻ cùng cả nhà mình làm hamburger bằng cái ruột bánh như thế này nè. Nè, nó chỉ mềm nè. Nè. Ở ngoài nó vàng mà trong nó mềm ha. Nó xốp mịn ngon nha. Là rất là ngon luôn ha cả nhà ha. Rồi Trí được 5 cái bánh hamburger. 350g bột mình được 5 cái bánh hamburger bự như thế này ha cả nhà ha. Rất là ngon. Cả nhà mà nướng ở trên á, lửa của Thí nó không có đều. Ở bên nhà thì cả nhà có cái lò là nướng phía trên phía dưới, Thí ở đây chỉ nướng phía dưới thôi. Còn cho nên Thí phải chở cái mặt xuống. Đó, nó vàng vàng vậy á. Còn cả nhà nướng đều một lửa đều 195-90 độ C á là nướng 20 phút rồi nó có lửa trên lửa dưới nó sẽ vàng luôn, hơi bên nó sẽ ngon ha. Đó Thí đó đã có cái 5 cái bánh hamburger rất là ngon rồi. Thì cũng qua đây để kết thúc video với cả nhà ha. Đây ha. Mấy cái đẹp này rồi thì cắt cái dày này đi ha. Cái to này cho cả nhà coi đi ha. Nè, thì sẽ cắt ra thử cái bên đây cho cả nhà để cho nhà nhìn thấy cái bánh của mình nó ngon giống như trong siêu thị á. Trong siêu thị người ta bán hamburger nè cả nhà thấy không? Rất là cực kỳ ngon ha. Nè. Đó. Của mình rất là cực kỳ ngon, mình cắt không đều nữa nha cả nhà. Đó, nè. Ngon rất là ngon. Rồi mình sẽ để thịt rồi thịt tùy theo thịt bò, phô mai, rồi mình để chả cá. Mình có thể ăn chả cá nha cả nhà. Mình có thể ăn phô mai. Rồi mình có thể ăn dăm bông tùy theo mình ha. Thì thường này xà lách với lại củ cà chua đó. Đó. Thì cắt không có đều nữa nha cả nhà, mình phải cắt như thế này để cho nó đều ha. Nó rất là ngon cả nhà, thấy nó rất là ngon không? Nè. Rồi mình để vô mình ăn rất là mịn ngon luôn ha. Đó, bây giờ Thí sẽ cắt xong một cái rồi. Thí sẽ xin tạm biệt cả nhà cái video cái hamburger này ha. Mấy cái bánh hamburger của mình hoàn thành rồi. Cả nhà thấy nó màu vàng đẹp mà ngon ha cả nhà. Nở phòng to đẹp luôn ha. Y chang bánh hamburger của siêu thị của Tây nó bán luôn nha cả nhà. Không thua gì của Tây nha. Mình làm mình biết quen rồi mình cũng sẽ thành món ăn Tây luôn.
Cái bánh hamburger này ở trong siêu thị nó bán mỗi lần 5 số cái, mà mình mua giờ mình phải làm nóng lại mình ăn nha cả nhà. Nên mình không cần phải làm như vậy nữa, mình sẽ tự mình làm mình ăn, mình mỗi lần mình muốn ăn mình sẽ làm nó nóng, nó ngon mà nó mới nữa nha cả nhà. Dạ Thúy đã làm xong bánh hamburger rồi, Thúy xin tạm biệt cả nhà video cái bánh hamburger này ha. Tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà luôn luôn khỏe mạnh bình an. Cảm ơn cả nhà thời gian qua đồng hồ kênh của Thúy Family Cuộc Sống Bất Pháp. Thì Thúy cũng rất cảm ơn cả nhà đã thời gian đã lắng nghe Thúy chia sẻ những video làm món ăn ngon trong gia đình của Thúy ha. Và Thúy cũng luôn luôn chúc cả nhà Noel thành công, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc nha cả nhà. Cả nhà nào mà xem video cho Thúy chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký và nhấn chuông để mình được xem video mới nhất kế tiếp. Nếu mà thích món ăn của nhà Thúy nha cả nhà ha, thì có món ăn ngon nào thì cũng chia sẻ lên để cùng cả nhà mình làm ăn ha cả nhà.